Tập 7. Đệ tử cho rằng chỉ khi có tâm cao xa, một lòng muốn phổ độ cho chúng sanh, mới không vì tu hành mà tu hành, hoàn toàn thoát khỏi thất tình lục dục. Lời này tuy có lý, nhưng lời Phật có dạy, tu hành là để xuất thế, đại từ đại bi là để nhập thế. Không xuất thế làm sao nhập thế? Con nghĩ thử xem, đây chính là lý do con chưa hiểu được quyền cơ. Hả? Đệ tử xin nghe. Nhị ca, tứ đệ, huynh nói đi. Thôi, để nói đi. Huynh nói đi. Để nói đi. Tôi huynh nói trước đi. Nghe nói đệ và pháp sư Bảo Tiên xảy ra tranh chấp. Tiểu đệ chỉ nói chút cảm tưởng về đối liễn của pháp sư mà thôi. Lời nói ngông cuồng, đắc tội pháp sư, không nên lỗ mãng như vậy. Huynh nói đệ đó. Đệ cũng đã 20 mấy tuổi rồi. Hai vị đại sư với chúng ta tình như phụ tử vậy, ân trọng như núi, nghĩa như ơn tái tạo. Truyền áo cà sa cho chúng ta, cho chúng ta làm chủ trì. Đệ nói đi, đời người còn cầu mong gì nữa chứ? Nhị ca nói rất đúng. Tiểu đệ không có ý làm buồn lòng sư phụ. Ơn nghĩa hai vị đại sư đệ tới chết không quên, giúp đệ thoát khỏi khó khăn đều nhờ huynh trưởng dưỡng dục nên người, làm sao dám quên. Nhưng tiểu đệ cho rằng kinh điển của Phật giáo hỗn loạn, mỗi người theo một ý, Phật pháp khó hành. Đệ quyết định ra khỏi đất Thục, đến Trường An học hỏi, tìm được chân đế của Phật pháp mới thấy yên tâm. Phật pháp hiện nay không được thống nhất. Huynh an phận nơi này, không muốn ra ngoài đâu. Đệ làm như vậy, bất kính tôn sư, tổn hại tình thân, sẽ bị người đời dị nghị đó. Ta khuyên đệ hãy nghĩ lại đi. Mạnh tử viết: sinh ngã dục giả, nghĩa ngã dục giả, hai cái không thể đi đôi. Nhị ca, để đành bỏ sinh lấy nghĩa. Nhị ca, nhị ca, thank you.
Dì ca kính mến, tranh chấp tối qua không nhận được sự thông cảm của dì ca. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định chu du khắp nơi, học hỏi cao tăng các chùa ở Cửu Châu, giải tỏa sự khúc mắc nhiều năm. Nay Pháp Sư Triệu Châu có giảng thành thật luận, bộ luận lớn này đệ chưa có, không thể bỏ qua. Quyết định đi theo hướng Bắc, nếu không chẳng yên, cầu được chân kinh, tìm dấu thánh tích, tu thành chánh quả. Có ngày gặp lại. Tính vật làm tin, mong không quệ bất không, xin vị ca hiểu cho. A-di-đà Phật. Tí đệ, vị ca biết đệ có chí lớn, nơi này không thể giữ được đệ. Đi đi, hy vọng đệ thành công. A-di-đà-phật. Trường Tiệp ơi Trường Tiệp, ngươi bị làm sao vậy? Tại sao lại ganh ghét với huynh đệ của mình? Ngươi đó, nghe người khác nói nhảm, bản thân ngươi đã không chịu nổi. Uổng công ngươi tu hành bao nhiêu năm nay, A-di-đà-phật. Pháp Sư Trường Tiệp, Pháp Sư Huyền Trang đi có nói với thầy hay không vậy? Tứ đệ, đây là người có chí lớn, nhị ca có lỗi với đệ. Tứ đệ, huynh đệ rất hối hận. Hai vị sư phụ, Huyền Trang đã rời đất Thục đến nơi khác rồi, học khỏi Cửu Châu, tất cả đều là tại con. Huyền Trang vào Thục 6 năm, chăm chỉ nghiên cứu, tiến bộ rất mau. Một số người sinh lòng đố kỵ, đặt điều nói bậy, nhưng Huyền Trang không để ý gì, không hề tính toán. Lần này có phải là vì cũng tại lão nạp nói đến chuyện đạo tăng giảng thành thật luận? Hai vị tôn sư, xin đừng nói nữa, đều tại con. Con vô cùng hối hận. Có cần cho người đuổi theo hay không vậy? Không, ta làm Huyền Trang bỏ đi, để ta đuổi theo. Ta đi tìm, nhất định ta tìm Huyền Trang về. Không cần đâu, không cần đi tìm đâu, không cần đi tìm đâu. Pháp Sư Trường Tiệp, ta nhất định tìm Huyền Trang về. Không, chỉ con làm đệ dẫn bỏ đi, con đi tìm đệ trở về.
Bao nhiêu năm qua, tứ đệ luôn hoài nghi. Ta nói nó không tôn sư ngông cuồng. Tứ đệ đi cầu danh sư, ta nói nó không an phận. Tứ đệ tranh luận với người về giáo lý chưa hiểu, ta nói nó cậy tài kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Trường Tiệp ơi Trường Tiệp, lòng dạ của ngươi không được trong sạch, ý không trong sáng, ý không trong sáng mà. Tứ đệ, tứ đệ, đệ đi đi, đệ hãy bay đi, bởi vì đệ là cây đại bồ đề, còn ta chỉ là chiếc lá mà thôi. Ta chỉ biết an phận, chỉ biết sống ở trên cây, ta đâu có dám so với chí cao của đệ chứ. Tứ đệ, đệ đi đi, đệ hãy bay đi. Vị ca xin chúc đệ bình an. Ông chủ nói á, nạp cô làm thiếp. Ê, cô tin thiệt sao? Không chừng vừa tới Kinh Châu á, bán luôn cả người và hàng đó. Bán tới đâu á, tôi cũng là tôi. Ê, số mạng đã định, tôi sợ gì chứ. Ê, nếu đã vậy á thì cô bán cho ta một giờ đi ha. Tiền á tuy đáng tin, nhưng mà con người của huynh nó quá xấu. Vậy thì cô nhắm mắt. Nhắm mắt thì không thấy phiền nữa. Đánh chết huynh á, cái đồ không biết liêm sĩ. Cút đi, cút qua một bên. Trời đi. Ôi, qua đây đi. Qua đây huynh đi đáng mà. Chết à. Qua đây đi. Cút qua một bên đi. Qua đây đi mà. Mắc cỡ gì đó. Qua đây. Hồn huynh á, thà hồn heo còn hơn. Mắt không thấy á, tâm cũng phiền. Nè, nếu được hôn hòa thượng phía trước một lần á, chết cũng đáng. Được, ta cho cô được tội nguyện. Ngừng xe. Được rồi, ngừng xe, ngừng xe. Ngừng xe đi. Pháp sư vất vả, định đi đâu vậy? Muốn đến Kinh Châu. Ôi trời đất ơi, vậy á, đến chừng Tết mới tới được nha. Chúng ta có duyên cho nhờ đi xe đến Di Châu nha. Ba lên xe. Xin đa tạ thí chủ. Xin mời, xin mời. Mời. Cứ chờ xem đi. Một con quỷ háo sắc và một ả lăng loàn, đợi xem tuồng hay ha. Sư phụ, ngài ngồi đi. Lên đi. Không. Sư phụ, lên đi. Lên máu lên. Cho tôi xuống xe. Cho tôi xuống xe đi báo. Sư phụ mời người. Ngồi đi mà. Ngồi đi. Ngài đừng sợ. Cho tôi xuống xe. Ngài đừng sợ. Nè sư phụ à, ngồi xuống đi. Tôi đâu có ăn thịt người. Ngài sợ gì chứ? A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Phu nhân khoan đã, ai gây nên quan nghiệt này? Không phải quản gia sao? Thiếp cũng rất tin Phật. Sư phụ đừng sợ, tiểu đường tử không ăn thịt đâu. Sư phụ không cần sợ. Đúng vậy. Lão gia,
Lão gia, ngài xem ai tới nè. Hả? Ngài có phải là Huyền Trang đại sư không? Đúng là có duyên. A Di Đà Phật. Xấu hổ, xấu hổ. Xin mời, xin mời. Mời vào trong. Mời. 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 Lão gia, quản gia âm mưu hãm hại thiếp. Lão gia, ngài phải làm chủ cho thiếp đó. Ngươi qua đây. Mau, đưa quản gia tới đây cho ta. Dạ. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Dạ. Được rồi, lão gia, hắn còn trêu ghẹo thiếp nữa. Quản gia, thay ta tiếp quyền cho pháp sư cho thật chu đáo. Ngày mai ta sẽ tính sổ với người. Đi đi, nhanh lên. Lão gia, ta sẽ làm chủ cho. Vô trong, vô trong. Đi. À, đêm qua đại sư ngủ có ngon không? Cả đêm bần tăng ngồi thiền. Ngồi thiền cần thanh tịnh. Đại sư chê thuyền không tịnh hay sao? Tại hạ sống nơi sông nước, tâm tịnh hàng cũng tịnh, nhưng có một vật không tịnh. Khiêng ra đây. Nhanh lên. Cho hắn đi tắm đi. A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Yên tâm, trên lưng hắn có dây không thể chìm đâu. Lão gia, tha bạn đi. A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Xin để mật bằng ta. Lão gia, tha cho hắn lần này đi. Tắm rửa xong rồi. Lão gia tha bạn. Lão gia. Mời đại sư vào trong dùng trà. Lão gia tha bạn. Xin mời. Lão gia. Lão gia. Lão gia tha bạn. Pháp sư, ta giới thiệu với ngài đệ tử tục môn nơi đây và các quan văn võ. Bảo vật Lưu Nghĩa đến từ xứ sở Phù Tang. Vị này là Huyền Trang, đại sư nổi tiếng nơi đây. Không dám, không dám. Ngưỡng mộ. Sa môn Huyền Trang, kẻ đến cửa Phật sau, đi theo thánh hiền, du ngoạn tới đây, giao lưu Phật pháp mà thôi, đâu dám nói là giảng kinh. Xin mời. Mời. Tăng tục Kinh Châu có thể nghe pháp sư giảng kinh, thật là vinh hạnh biết bao. Pháp sư Huyền Trang tinh thông kinh Phật, thần khí thoát tục, diệu ngữ huyền cơ, văn chương lưu loát. Mọi người hãy chú tâm lắng nghe ha. Mời. Nghe pháp sư chỉ dạy. Pháp sư đến chùa này giảng kinh. Còn nữa, chuyện này, Dương gia cúng dường bốn tự 3.000 lượng bạc. Pháp sư Huyền Trang quả là một chữ đáng giá ngàn vàng. Mời ngồi. An tọa, mời mọi người an tọa. Ngồi đi. Giới luật của đệ tử Phật thật khiến bổn vương khâm phục. Điều bổn vương ngưỡng mộ ngài nhất đó chính là tiểu thiếp của Liễu gia. Bổn vương cũng động lòng, nhưng pháp sư không hề động lòng. Nàng ấy muốn tiếp cận ngài sắp điên lên rồi, đòi xuất gia luôn đó. Quả nhân cũng thấy ghen với pháp sư. Chúng ta nghe pháp sư giảng kinh, giảng kinh. Đúng rồi đó.
Đại Dương đưa nhiều người đến đây, có phải còn có chuyện gì khác nữa hay không? À, các nho sinh của bổn vương không phục Phật giáo, muốn biện luận với ngài. Pháp sư hãy thu phục bọn họ hết đi. Pháp sư mời. A Di Đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Nhận lời mời pháp sư trí nguyên, hôm nay sẽ giảng câu xá luận. Khoan đã, triều đình luôn trọng đạo, chuyện này đã có từ đời cố tổ. Phật pháp được truyền vào vốn không có Trung Hoa, tại sao lại sử dụng? Xin pháp sư chỉ giáo cho. Xưa câu chuyện Triệu Vũ Lăng Dương chinh phục truyền thành giai thoại. Đại quyển Lương Mã có 6 quận. Dân hương yên nghỉ, đại sư phổ tế âm nhạc mang đến triều giả. Bần tăng chưa từng nghe, quân vương cũng chưa từng nghe. Còn về hồ qua hương quả, đến từ phía tây xa xôi, ngài dùng hoài mà vẫn nhớ. Nó không trồng ở Trung Nguyên, mọi người không nghe, không thấy, không ăn sao? Đúng rồi đó. Đúng rồi. Thân thể gia tốc là của phụ mẫu, không thể tổn thương. Tăng ni lại cạo đầu, chẳng phải là bất hiếu hay sao? Hả? Đúng vậy. Móng tay do phụ mẫu sinh ra, tại sao không giữ lại? Mụn nhọt do thân thể sinh ra, tại sao lại bỏ đi? Chân mài của tôn phu nhân cũng do phụ mẫu sinh ra, tại sao thường xuyên cạo đi rồi lại dẻ cao lên? Đúng vậy. Đúng rồi đó. Nói có lý lắm. Ê trời ơi, pháp sư, tăng ni không trồng mà ăn, không dệt mà mặc, không lấy không gả, bất hiếu có bà, tuyệt hậu là lớn nhất, chẳng phải là mang tội phản đạo sao? Đúng vậy. Hỏi hay lắm. Phải rồi. Quan không bàn tới, tướng không nói tới, văn nhân thi sĩ cũng không trồng, không dệt, không công cán, không lao động, họ cũng không trồng, không dệt. Trên đời có thiếu được không? Đúng vậy, nói có lý. Tăng ni xuất gia không cưới không gả, giới trong đạo Phật là tự nguyện, độ chúng sanh hướng thiện là nguyện của tăng ni, duy trì loài giống đâu cần tăng ni, nhân khẩu đại đường hơn triều trước thì ngài đâu cần phải lo lắng. Đúng vậy. Thật không hổ danh là cao tăng. Đúng vậy. Các triều đều lấy đạo nho làm gốc, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đạo Phật nói không nói thiện, như vậy đâu thể nói là quốc thái dân an được chứ? Phải rồi. Nho gia đề xướng nhân, lòng nhân là thương người gọi là thiện. Cái thiện đạo Phật nói đến giống lòng nhân. Mỗi người làm một việc thiện, một thôn có 100,000 việc thiện, một người thương một người sẽ ít người cô đơn. Thiện việc trừ ác, việc ác ít đi một chút. Nhà nhà hành thiện đó là tề gia, người người trừ ác đó là tu thân, tu thân tề gia trừ cái ác. Quốc không cần trị, thiên hạ chẳng lo không bình. Đạo hoàng lão thanh tịnh vô di, nới tai trị dân. Thánh chủ tôn nho đạo sử tam gia là phúc của quốc gia, phúc của vạn dân. Sảng khoái, ta sẽ bẩm chuyện này lên hoàng thượng, đại hưng Phật giáo. Vậy thì bây giờ cho thiếp xuất gia làm đi cô. Hầu hạ quyền trang pháp sư. Trời ơi, thiệt tình à. Đúng rồi, rất là đẹp đó. Đúng rồi, quá đẹp. Hay rồi.
Đừng có nói bậy. Tăng ni ở riêng làm gì có quy tắc đó chứ. Hơn nữa nàng xuất gia, ta không thể xuất gia trước nàng để ta phòng không gối chiếc hay sao chứ. Yên tâm, người ta cứ giao cho ta chứ. Lần này Quyền Trang đến vì sư phụ không muốn mua danh bán tiếng, xin truyền pháp qua quyền nghĩa. Không dám, không dám. Thật là không dám nhận. Đúng đó. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Đại Dương hãy để Quyền Trang ở lại bổn tự đi, sớm tối thỉnh giáo cũng thuận tiện hơn. Hòa thượng gặp hòa thượng, thương bàn chuyện nhà Phật. Ta đi trước một bước. Xin tiện dương gia. Dạ. Về việc pháp qua quyền nghĩa đến hôm nay thì kết thúc rồi. Nếu pháp sư đồng ý ở lại bổn tự thì lão nạp xin nguyện nhường chức chủ trì lại. Không biết ý pháp sư Quyền Trang như thế nào. Con ra khỏi Đức Thục có ý học tập, chỉ muốn thỉnh giáo cao tăng khắp nơi hỏi kinh học pháp. Y tốt của ngài đệ tử xin nhận, xin sư phụ chỉ dẫn thêm nhiều cao tăng, đệ tử vô cùng cảm kích. A Di Đà Phật. Ngày mai đưa thầy đến gặp mấy vị pháp sư. Thiện tài. A Di Đà Phật. Mời. Rất nhiều tăng ni ở các danh tự cho thấy tăng ni đều muốn thoát trần. Đại Dương, truyền xuống hôm nay không bàn chuyện công. Trường An chùa chiền rất nhiều, đạo Phật nhập thế cũng không ít. Pháp sư Quyền Trang, biết chuyện hôm nay tam giáo biện luận hay không hả? Bần tăng một lòng hướng Phật, không biết việc này. Thiên tử có hạ chỉ, nước mình đạo nho trước, Phật giáo thì đến sau, lấy từ đạo giáo. Cần phải lấy đạo trước, chú trọng nho giáo. Thái Hư kêu tam cùng tranh luận, không ai nhường ai. Không biết pháp sư nghĩ như thế nào. Người phân thân lạ, giáo có gần xa, thánh thượng đề cao đạo nho. Đạo giáo trước tiên lý luận thành văn, thánh chủ trị quốc, cần trị tâm trước. Học Phật cũng là làm người, làm thiện trừ ác, đề cao chữ nhân, đãi người nhân từ, thiên hạ người người hướng thiện. Trị quốc cần trị tâm trước, không áp chế cũng phục lòng người. Bần tăng nông cạn, xin Đại Dương chỉ giáo. Có thể khiến người hướng thiện, quốc gia thái bình, đó là đạo lý tốt. Cái gì mà Trung Quốc ngoại bang, ai trước ai sau đều không quan trọng. Đi, chúng ta đi dạo. Dương gia. Hả? Mọi người cứ việc tự nhiên, ta có chút việc, ta đi trước.
Suýt chút nữa lão nạp đã quên, đây là thư của Pháp Sư Tam Huệ từ Thành Đô gửi đến đây. Trường tiếp lão nạp và Tam Huệ có giao tình, cho nên đã chuyển đến chỗ lão nạp. Nguyệt Trang đệ tử ta, còn nhớ cái bác tặng khi ly biệt không? Sư phụ Tam Huệ có tặng đệ tử một cái bát lúc chia tay. Không có, có không, có thành không, không tính dơi đầy, sẽ luôn đầy. Con bị nói trúng rồi. Con tuyệt đối không phụ kỳ vọng của Pháp Sư Tam Huệ. Thục đốc trách ta cướp đi nhân tài đất thục của hắn, phái một thuyền đến đón Pháp Sư Huyền Trang trở về. Thật là chuyện quan đường. Còn viết một lá thư như vậy, lòng người hướng thiện, không làm việc ác, ta không cần quan tâm nhiều như vậy. Đưa bức thư này trở về. Khoan đã, phải thêm vào hai câu: đạo Phật Tam Bảo ai có hơn ai, đưa cho hắn, chứ bọn họ cút đi. Dạ. Bổn Dương không còn hứng thú để đi dạo nữa, giải tán đi thôi. Bổn Dương không quen ăn cơm chay của quý vị, chỉ quen với cao lương mỹ vị, rượu ngon người đẹp. Bổn Dương cảm thấy tốt hơn, cứ tự nhiên ha. Đi. Hắn nói người khác nói hắn. Người ta cần người, hắn muốn giữ người. Pháp Sư Huyền Trang, chuyện người đi chu du tám phần là không thành rồi. Chuyện đệ tử đi bái cao tăng e là không được. Ê, không hẳn như vậy đâu. Không đi Tô Dương thì đi hướng bắc đến Tương Châu, ở đó có cao tăng. Qua Triệu Châu đến thỉnh giáo cao tăng học chấn Quyền Bát, rồi đi Trường An. Kinh đô cao tăng nhiều vô số, đâu cần nhục chí anh hùng chứ. Hán Dương Dương gặp không từ mà biệt, chẳng phải y quá quá hận, tái diễn câu chuyện Lý Tử Hà. Pháp Sư, ông nói vậy thì chưa đúng. Hán Dương Dương đối đãi rộng rãi, hiểu lòng người, và có lão nạp che chở cho thầy. Nói vài câu coi như xong, mong thầy không phụ lòng Pháp Sư Tam Huệ, học vấn thành tựu. Trên đường cần phải cẩn thận hơn. Xin cẩn thận. Đa tạ sư phụ chỉ đường dẫn lối. Nhanh lên. Đi nhanh lên. Đi thôi. Nhanh lên đi. Dương Châu. Xin sư phụ dừng bước, xin dừng bước. Xin cẩn thận. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật.
Ê, dừng lại, dừng lại. Ờ, bằng tăng. Đây là địa phận Triệu Châu, thầy là người phương nào? À, Pháp Sư Huyền Trang. Xin hỏi chùa Bảo Kê ở đâu vậy? Ờ, vào thành đi theo hướng Tây. Đi đi. A-di-đà Phật, à. Đa tạ. Đi đi đi. Đệ tử Quyền Trang muốn học thành thật luận với Pháp Sư A-di-đà Phật. À, A-di-đà Phật. Pháp Sư không được khỏe cho lắm. Không phải lão nạp bệnh, mà là đạo Phật bệnh. Ý của Pháp Sư là... Thầy đã đến không phải lúc rồi. Đệ tử biết chuyện Tam Giáo Trường An cùng biện luận, Phật Nho Đạo đều tham gia. Lấy lý tranh luận, đó là điều tốt. Chỉ có điều, những từ phỉ báng Phật giáo nhất định phải loại trừ. Đạo sĩ ở Triệu Châu hôm nay đã dẫn thêm một nhóm người đến tranh luận. Đệ tử ở Kinh Châu đã tranh luận với Nho Sinh. Đệ quần dương Phật Pháp, phải nói rõ chân ý đạo Phật, tin phục mọi người mới có thể phát triển Phật giáo. Đi, im lặng đi. Nghe danh cao tăng đã lâu. Là cao tăng đệ nhất Triệu Châu, học thức uyên bác, có thể thỉnh giáo vài vấn đề không? Bần tăng bất tài, học thức kém cỏi. Mọi người đứng đây, đứng qua một bên đi. Im lặng nha, im lặng đi. A-di-đà Phật. Xin hỏi Hòa Thượng Sa Môn không lập gia đình, đúng là bất trung, bất hiếu. Ngu ngốc, không nên hỏi vấn đề này. Dám hỏi đạo trưởng, nhập đạo cũng phải bỏ nhà có đúng không? Bỏ gia đình là trung hiếu sao? Cái gọi là hiếu, hiếu với cha mẹ, yêu thương huynh đệ. Sa môn xuất gia, lễ giáo chúng sanh, phổ độ chúng sanh. Phật nói, ơn cha mẹ khó mà đền đáp. Cha mẹ có ân sâu sắc với con, cần phải phát huy, còn phải báo hiếu cha mẹ. Một bên cổng cha, một bên thì cổng mẹ. Dù qua ngàn năm, cũng phải trả ơn đó. Mãi mãi không quên ơn của cha mẹ. Hiếu của Sa Môn là dạy cha mẹ hành từ. Hành từ như trồng ruộng phúc không lên. Nên nói rộng ra, hiếu của Sa Môn chính là cái hiếu rộng lớn. Sa Môn lấy lợi lạc hữu tình, trang nghiêm quốc độ làm bổn phận, như vậy mới trở thành đại trung. Vậy cái gọi không trung không hiếu liên quan gì đến Phật môn chứ? Có lý. Không đúng mà.